Rồi, ok, chào mừng tất cả anh em quay trở lại channel mùng 3. Samsung Galaxy S9 và S9 Plus là hai chiếc máy có thể nói là nó hơi bị nhạt nhòa một chút ở cái thời điểm nó mới ra mắt. Mặc dù được trang bị những cái công nghệ có thể nói là cao cấp nhất của hãng ở cái thời điểm đó, nhưng mà có lẽ mình nghĩ là cái lý do nó nằm ở cái mức giá. Khi mà nó lên đến khoảng 20 mấy triệu đồng thì nó rất là cao. Còn ở thời điểm hiện tại, khi mà chỉ cần bỏ ra khoảng hơn 8 triệu đồng, mình xin nhắc lại nhé, khoảng hơn 8 triệu đồng mà có thể mua được chiếc Samsung Galaxy S9 hay là S9 Plus rồi, thì đây cũng là một trong những chiếc máy mà được rất là nhiều anh em quan tâm, bởi vì mức giá nó quá rẻ rồi. Và mình có thể khẳng định với các bạn là ở trong mức giá này thì S9 gần như gọi là vô địch luôn. Thế nhưng không phải bất kỳ một cái phiên bản nào của chiếc Samsung Galaxy S9 hay là S9 Plus cũng đáng để mua đâu. Sau khi mà tìm hiểu thì mình nhận thấy là có hai cái phiên bản của chiếc S9 và S9 Plus rất là đáng để anh em thể xuống tiền. Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và tiện thể thì anh em nào muốn mua các cái phiên bản khác của chiếc S9 và S9 Plus thì có thể tham khảo tại website humobile.vn. Ở đây thì có rất là nhiều các phiên bản khác nhau cho anh em lựa chọn. Tuy nhiên mình chỉ điểm ra hai cái phiên bản mình nghĩ là ok nhất thôi. Chiếc S9 mà anh em nên mua nhất đó chính là chiếc Samsung Galaxy S9 chính hãng Line New Fullbook mà Humobile đang bán. Tại sao mình lại khuyên anh em nên mua cái phiên bản này? Đầu tiên đó chính là về mức giá. Mức giá của phiên bản chính hãng này thì hiện tại chỉ có khoảng hơn 8 triệu đồng một chút mà thôi. Đây là một mức giá có thể nói là rất là tốt khi mà nó chỉ ngang so với phiên bản Hàn đang được bán ở bên ngoài thị trường. Và nó chỉ chênh hơn một chút so với phiên bản Mỹ, thì mình thấy đây là một cái sự lựa chọn khá là ngon đấy chứ. Cái lợi khi mà anh em mua cái phiên bản chính hãng được phân phối tại trường Việt Nam này ấy, đó chính là cái quá trình sử dụng thì không gặp bất kỳ một cái hạn chế nào cả. Cái phiên bản mà Humobile đang bán thì có nhiều máy còn được bảo hành khoảng 2 cho tới khoảng 3 tháng tại chính Samsung Việt Nam nữa cơ. Thì đây là một cái điểm mà mình thấy có rất là nhiều các cái đơn vị đã bán cái máy Line New này nhưng mà nó sẽ không được như thế này, tức là không có cái thời gian bảo hành chính hãng nữa. Chúng ta cũng có thể sử dụng được Samsung Pay và Samsung Gift tại trường Việt Nam luôn. Không biết anh em như nào nhưng mà đối với bản thân mình thì mình khá là quan tâm đến cái vấn đề này, bởi vì là nó sẽ giúp mình giảm được chi phí khá là nhiều khi mà đi mua sắm. Chúng ta sẽ có một chiếc máy Fullbook đầy đủ phụ kiện cho anh em luôn. Và đây không phải là cái phụ kiện hộp tặng kèm đâu nha anh em nhé. Đây chính là một cái bộ phụ kiện zin và trùng với lại iMay của chiếc Samsung Galaxy S9 luôn. Quá là tuyệt vời đúng không? Wow. Nếu mà anh em muốn mua cái bộ phụ kiện này ở bên ngoài á thì cũng phải lên đến khoảng 600-700 rồi, thậm chí lên khoảng 800-900 cơ. Nhưng mà khi mà anh em mua cái phiên bản chính hãng Line New tại Humobile thì sẽ có kèm luôn cho anh em. Cái phiên bản chính hãng thì chúng ta sẽ có một cái cấu hình, đó chính là có chip Exynos vô cùng tiết kiệm điện trong cái quá trình sử dụng và lại khá là mát đấy nhá. Con chip này thì do chính Samsung phát triển cho nên là tương thích với máy Samsung khá là tốt. Tuy nhiên cái nhược điểm của con chip này thì lại không tương thích với game và ứng dụng tốt được như thế là con chip Snapdragon. Và nếu như anh em muốn chơi game mượt ấy thì mình sẽ khuyên anh em nên chọn một chiếc máy khác. Đó chính là chiếc máy mình giới thiệu sau đây. Cái phiên bản mình muốn giới thiệu cho anh em đó chính là chiếc Samsung Galaxy S9 Plus Mỹ hàng đầu bảo hành. S9 Plus Mỹ thì ghi điểm bởi cái bộ vi xử lý đến từ Qualcomm, con chip Snapdragon 845. Cùng dòng chip cao cấp nhưng mà S9 Plus Mỹ thì cho bạn những cái trải nghiệm khi mà chơi game Liên Quân này hay là PUBG nó mượt mà và nó nhanh hơn và không có bất kỳ một hiện tượng giật lag nào cả, thì đây là một cái ưu điểm của con chip Snapdragon 845. Và thực tế thì mình cũng đã thử speed test giữa cái phiên bản Mỹ với phiên bản Hàn thì mình thấy cái phiên bản Mỹ thì luôn luôn mở ứng dụng nhanh hơn khá là nhiều. Tuy nhiên cái xung nhịp cao hơn và cái độ tương thích cao hơn ấy thì nó sẽ nóng hơn một chút nếu như mà anh em chơi game trong thời gian dài. Cái này thì anh em buộc phải chấp nhận thôi, đánh đổi vào. Và cũng nói luôn đó chính là cái phiên bản Samsung Galaxy S9 Plus Mỹ đổ bảo hành này thì nó là một cái phiên bản là chỉ sử dụng một SIM mà thôi, để cho anh em nào không biết đấy nhá. Và tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ có một chiếc máy mới 100% nguyên siêu đảm bảo chất lượng cho anh em. Anh em cũng có thể hoàn toàn yên tâm khi mà những chiếc máy mới á, thì chất lượng thì cũng sẽ ngang nhau thôi và nó cũng sẽ ngang so với hàng Fullbook đang được bán tại FPT Shop. Chúng ta sẽ có tiếp đó chính là một chiếc máy Fullbook với đầy đủ phụ kiện. Tại sao mình lại nhấn mạnh về cái vấn đề này như vậy? Bởi vì đơn giản là những chiếc máy bằng đổ bảo hành á, thì chủ yếu là máy trần mà thôi. Thế nhưng khi mua tại Humobile thì anh em sẽ được tặng kèm thêm một bộ phụ kiện zin chính hãng bao gồm cả sạc nhanh tai nghe AKG luôn, chứ không có thiếu cái gì hết cả. Và mình cũng xin nhắc lại nhé, đây là cái bộ tặng ngoài cho anh em đấy, còn một số các đơn vị khác không có đâu. Vậy thì trên đây mình cũng đã điểm ra hai chiếc máy Samsung Galaxy S9 và S9 Plus mà mình thấy là ok nhất. Tất nhiên là có rất là nhiều các phiên bản khác nhau cho anh em lựa chọn, tuy nhiên mình thấy hai phiên bản này là ok nhất. Vậy thì anh em nhận xét như thế nào về hai cái phiên bản mà mình vừa mới nêu ra cho anh em? Chung quy lại là nếu như mà anh em muốn mua một chiếc máy chính hãng này sử dụng Samsung Pay, Samsung Gift các thứ ở Việt Nam hoàn toàn ấy, thì các bạn có thể chọn chiếc Samsung Galaxy S9 chính hãng Line New Fullbook mà Humobile đang bán. Còn nếu như mà anh em thiên về kiểu chơi game, anh em là một game thủ kiểu suốt ngày tạch, thì anh em nên chọn chiếc Samsung Galaxy S9 Plus phiên bản hàng Mỹ đổ bảo hành Humobile đang bán luôn. Mình sẽ để đường link mua hàng xuống phía bên dưới cho bạn nào muốn tham khảo. Humobile thì cũng cho các bạn trả góp 0% với hai chiếc máy này. Còn bây giờ thì nhớ nhấn like, share, subscribe kênh YouTube Humobile. Xin chào và hẹn gặp tất cả mọi người trong các video sau.